Cái này cái nu hồ công nha các bạn. Cây này nó bự, nó bự mà nó già hết biết luôn. Cái mặt này y như hoa hậu nha các bạn. Cây này là cây lỗi nha. Mình thông báo cây này là cây lỗi nha, cây này mặt này y như hoa hậu nè, rồi mặt lưng y như mẫu hậu nữa các bạn. Đó. Nói mẫu hậu chứ thật sự là nó bị giống như hồi xưa là nó bị bể nguyên cái chỗ này các bạn. Và bây giờ nó xàm này cứ ngắt rồi, nó không có mục nữa. Nói chung là cái này là mình bao mục luôn nè, không có mục nữa nha các bạn. Nhưng mà nó thể hiện được cái độ già nua các bạn. Cái này mình cái phong nó mình cũng thích lắm, tại nó già nua dữ lắm. Nó bự, cái này nó cao tới 1 cái này nó cao tới cái chỗ ngọn này 45 rồi các bạn. 45 rồi. Cây này nhìn y như núi non đồ sộ. Cây này nguyên cái cụm chỗ này chắc khoảng nguyên cái cụm gốc này chắc khoảng 90 vậy. 80 90 các bạn, còn cái đoạn thân chỗ này khoảng 50 mấy á. Nói chung cây này nó bự lắm các bạn. Nó dạng một cái nguyên một cái khối cây đồ sộ vậy đó. Là nguyên cái phần này là nó bị bể hết rồi, nó xam lại các bạn. Giờ nó kéo kéo thẹo thì chứ thật sự nó không có kéo qua hết đâu nha, nó chỉ xam lại là nó nằm đó thôi. Nhìn nó già nua và dữ lắm, y như mấy cây ngoài giống giống như mấy cây miền Trung, giống giống như mấy cây gì ta, cây bằng lăng, hơi giống mấy cây bằng lăng nhỏ. Cái này cái nu của công nha bạn, để mình quay cái mặt quay lại gần cho bạn coi, hốc hang dữ lắm, già nua dữ lắm nha. Cây này mình đóng thùng xốp luôn các bạn. Nó có một số chốt cành người ta nuôi rồi nè, nó khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh nè bạn, dần kỹ nè, nó cuốn thẹo thấy ghê cho. Giờ này nó cũng cuốn thẹo à, nhìn hốc hang dữ lắm nè, mấy chỗ này nó xam nữa bạn, nhưng nó già nua quá rồi, nó bể một số chỗ rồi nó xam lại các bạn, cứ ngắt à. Cái keo này cứ ngắt hốc hàng gì đó. Ai mà thích cái già nua, nói chung cây này mình bán rẻ tại lý do là số anh em không thích cây bể cây bọng hay gì đó, nhưng mà bạn thấy sự cái già nua của nó nguyên cái vàng đế thấy khủng không, già nua dữ lắm, nhìn nó khủng khiếp lắm nha. Để cho nước rồi nè, ghê chưa, không có xì nghe vậy đó. Cây này là cái form cây, cái mặt lưng này mình lấy mặt lưng này là mặt tiền nè, cây này uống một số cái cành gịch cắt vô uống một số cái tàn nhỏ thôi, cái ngọn như núi non trục điệp vậy, nhìn nó cũng hay hay, nói chung nhìn nó cũng là hay hay á, chứ không phải là cây này mình... Em cũng có ý tưởng làm nu, mặt thì nu quá trời nu, như quá trời nu. Nu công nha các bạn.